đã hết thời gian cơ động, mời hai đội chúng ta tiến hành thi đấu. Đây là trận bán kết hai diễn ra giữa tình anh em trong trong áo đỏ quần đen và đội bên trên lưới và đội tiến hoàng tập phục toàn đen. Thầy ơi, kêu bên cho FC cái này. Đạt kêu nó làm teo. Đạt ơi, Đạt đánh tiền cho Đạt á, siêu vô cũng thua nè. Điểm cho bên tình anh em 1-0. Điểm 2-0. Đổng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm chế bằng tiếng Hoàng 1-2. Điểm 3 điều. Bỏ bóng ra ngoài. Điểm cho tình anh em 4-3. Và xử lý quá tốt của Vũ Ngọc. Điểm 5-3. Có bóng ra ngoài. Điểm cho bên tí hoa 4-5. Bỏ bóng tốt, điểm cho lên tình anh em 6-6. Thấy em rồi em mới
chàng đó thôi. Rồi, 8-6 cho tiếng hoa. Và những điểm rất tốt của Quân Sang. Điểm 7-8 cho tình hai. Điểm cho tình anh em 8-9. Tiếp tục là điểm dành cho tình anh em 9-9. Điểm 19. Bóng tốt điểm cho bên tình anh em 11-10. Thứ hai lưỡi kỹ thuật và điểm dành cho phía bên tình anh em 12-10. Đá bóng tốt điểm cho tình anh em 13-11. Đá bóng thành công 14-11 cho tình anh em. Bóng không có lỗi điểm cho tình anh 12-14. Vậy với pha đá bóng vừa rồi cũng kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Với bên tình anh em dẫn trước đội Tiếng Hòn với điểm số 1-0. Rồi bóng chạm tay trắng ra điểm cho tình anh em 1-0. Thank you.
kiếm bóng thành công. Đến cho anh em 2-1. Tiếp tục là điểm dành cho tình anh em 4-1. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho tiếng không? 2-4. Bóng không hồi lưới, điểm cho từng anh em 5-2. Và bóng tốt, điểm cho tiếng hồi 3-5. Điểm 6-4 cho tình anh em. Điểm 6 đều. Bài điểm tốt cực quý vị. Điểm 7-6 cho tình anh em. Điểm 8-6. Điểm 9-6. Tí Hồng xin lỗi ý. Điểm số hiện tại là 6-9. Đã bóng ra ngoài. Điểm cho tình anh em 10-6. Điểm 11-6. Điểm 12-6. Điểm 13-6.
Điểm 14 6. Như vậy với hòa đội bóng vừa rồi cũng kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Chung cuộc phía bên tình anh em giành chiến thắng. Và sau đây chúng ta sẽ đến với trận tranh 3-4 diễn ra giữa hai đội Tí Hon và đội Tài Trần. Chúng ta sẽ thi đấu trong kết thúc nữa.